Vâng, đến với video thứ tư, cũng là video cuối cùng. Tôi muốn giới thiệu với các bạn một số những bệ xanh nữa tại vườn cảnh Hà Võ. Tả Thanh Oai, thường Thanh Trì, Hà Nội. Vâng, với những cái bệ xanh dáng làng như thế này, phần bông tán đã gần như hoàn chỉnh, bóng rất đẹp. Đến đây chúng ta cũng thưởng thức tiếp một tác phẩm xanh quê. Và nhân có những cái phút của video này, tôi cũng muốn nói chuyện với các bạn đôi điều. Tất cả các bạn mà có thưởng thức những cái video của Hương Sắc Đỗ Sinh, khi chúng ta bình luận ở phía dưới, nhất là những cái video mà Đỗ Sinh đến thăm các cụ 70-80 tuổi làm và chơi bonsai tại nhà. Các cụ đã nguyên là những người mà đã giữ những cái trọng trách công tác của hội sinh vật cảnh xã, huyện và tỉnh, nghỉ hưu, và có những cái cụ vẫn đang đảm nhiệm những cái việc như vậy.
vườn cảnh của nhà các cụ thì dù đẹp dù xấu, dù nhiều hay ít, lối chơi cổ của các cụ hay hiện đại bây giờ, chúng ta cũng nên trân trọng và động viên các cụ, và tránh những cái lời bình luận tôi cảm thấy rất không hay. Vừa rồi có những cái bình luận các bạn đăng lên, sau đó tôi lại giải thích. Tôi viết một cách là rất chân tình. Chỉ cần như vậy thôi, chúng ta đã đủ để trân trọng, rất là quý và động viên các cụ sống vui, sống khỏe. Đến với những cái video đó, chúng ta không cần phải bình luận tác phẩm đẹp hay là thế nọ, chê là xấu như cây bờ rào nhấc lên chậu. Và có nhiều bạn còn nói những cái câu mà tôi có thể dùng từ gọi là nói rất tục, bởi vì các cụ ở cái tuổi như thế mà làm được những việc như thế là chúng ta cảm thấy rất là tuyệt vời rồi. Chúng ta chỉ mong rằng nếu chúng ta được cái tuổi thọ như các cụ mà chúng ta lại làm được như các cụ, thật là quý hóa quá. Cho nên các bạn phải thông cảm. Đỗ Sinh làm những cái việc này để kết nối, giao lưu qua điện thoại, qua kênh Hương Sắc Đỗ Sinh, để chúng ta giao lưu, chia sẻ và giao dịch. Nhưng cũng tiếp tục đó, chúng ta lại phải làm công tác phong trào, động viên. Đối với những video đó, tôi chỉ mong rằng chúng ta không nên comment những cái lời lẽ không được đẹp cho lắm. Vâng, đó là cũng cái mong muốn của Đỗ Sinh và cũng như mong muốn của rất nhiều người. Bởi vì có một cái lời bình luận không được đẹp lắm thì biết bao nhiêu những cái bình luận khác của các bạn lại phản hồi luôn. Thậm chí lại nói lại cái bạn mà bình luận không hay đó những cái lời còn còn nặng hơn, để cho cái bạn đội kia rất là lại cũng, nhưng mà cũng chính là nguyên nhân là do mình viết bình luận không được đứng đắn lắm và không không phải là cái tính chất xây dựng, cho nên người ta phản pháo lại. Đỗ Sinh mong rằng là chúng ta có quyền nhận xét, có quyền góp ý, nhưng chúng ta cũng nên có những cái lời góp ý một cách nó mang tính chất là xây dựng hơn. Nhất là đối với những cái video mà Đỗ Sinh đến thăm các cụ 70, 80 tuổi. Các cụ vẫn còn làm được cây, làm được những cây dù to dù bé, dù xấu hay dù đẹp. Đẹp trong mắt chúng, xấu trong mắt chúng ta, nhưng rất đẹp đối với các cụ, mà rất đẹp đối với phong trào, và đối với Đỗ Sinh hình ảnh đó lại càng đẹp hơn nữa. Xin cảm ơn các bạn. Nếu có những cái suy nghĩ gì, những cái lời nói gì của Đỗ Sinh lúc nãy mà các bạn không hài lòng thì chúng ta cũng thông cảm và bỏ qua cho tôi. Vâng, với một bệ xanh ôm đá anh Hà đã mua về và đang chăm sóc bảo dưỡng. Từ một cây xanh lớn anh đã cắt thu về một cách rất đột ngột, chỉ giữ lại cái phần cốt bệ ôm đá như vậy.
lá cây. Tôi mà coi những cây mà đục đẽ nhiều, rẻ đục đẽ nhiều. Người cách nhìn, nghệ thuật, người nhìn chỉ đến tầm nọ, người nhìn đến tầm kia thôi. Không nên là áp đặt cho... Và đến đây chúng ta cũng đã gặp một tác phẩm đa. Vâng, ngoài số lượng xanh là chính, góc vườn này cũng thấy một tác phẩm đa như thế này. Có phải cây đa này là cây duy nhất trong vườn nhà anh không nhỉ? Anh Huyên ơi. Vâng, cả vườn nhà anh Hà có cây đa này là đa cây duy nhất. Toàn xanh đấy. Nhưng phải nói những cây cốt, những cái bệ xanh điền ở đây tuyệt vời đấy. Kể cả một số những cái bệ xanh quê. Sau từ 3 đến 5 năm nữa thì khi... đi được gọi là như các cụ các ông hay nói là cho đi chơi thì phải nói là tuyệt vời đây. Toàn những bệ xanh điền đẹp. Vâng, và với hình ảnh này, đây là bệ xanh cuối cùng trong cuốn video này và cũng là video thứ tư. Tôi kết thúc trong cái buổi mà đến đây làm chương trình tại vườn cảnh anh Võ Thanh Hà. Nickname Facebook của anh là Hà Võ. Ở khu vực Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội. Tây 3, Tây 4 đã có, đã xong. Chỗ này côn rất là chuẩn. Và quả phúc anh đã hình thành lên.
Và với bệ xanh này, như các anh vẫn đã vừa nói chuyện là gạ gẫm các anh 400 triệu các anh chưa bán. Với cái phần tay bông phía trên chúng ta nhìn thấy toàn bộ về cốt, về chia thân và đón tán đã xong, chỉ còn làm phần tán nữa thôi. Vâng, và đây là phía ngược lại. Chúng ta thưởng thức tổng thể. Để Đỗ Sinh cũng xin dừng video và cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.